Trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 10, Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chúa nhật thứ 27 thường niên về giáo huấn hôn nhân. Ngài nói: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi, nel Vangelo della liturgia, Gesù ci parla dell'amore coniugale. Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành. Trong tin mừng phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta về tình yêu vợ chồng. Tương tự như những lần khác, một số người Pharisêu đặt ra một câu hỏi để thử người về một chủ đề gây tranh cãi, đó là việc chồng rẫy vợ. Họ muốn kéo người vào một cuộc tranh luận, nhưng người không đồng ý. Thay vào đó, người nắm lấy cơ hội để dẫn sự chú ý của họ đến một vấn đề quan trọng hơn, đó là giá trị của tình yêu giữa người nam và người nữ. Vào thời của Chúa Giêsu, thân phận của người phụ nữ trong hôn nhân có nhiều bất lợi hơn so với nam giới. Người chồng có thể đuổi và bỏ vợ mình, ngay cả vì những lý do tầm thường. Và điều này được biện minh bằng cách giải thích kinh thánh theo luật lệ. Vì lý do này, Chúa Giêsu đã dẫn những kẻ bắt bẻ người quay trở lại với những đòi hỏi của tình yêu, nhắc nhở họ rằng cả nữ và nam đều được tạo hóa dựng nên bình đẳng về phẩm giá và bổ túc cho nhau trong sự đa dạng, để họ có thể trợ giúp và đồng hành với nhau, nhưng đồng thời cũng là động lực và thách thức để lớn lên. Và để điều này xảy ra, người nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một món quà hổ tương vừa trọn vẹn, vừa dấn thân mà không nửa vời. Đó chính là tình yêu. Đó là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, với mục đích không phải là cho đến khi không ổn nữa, mà là mãi mãi, đón nhận nhau và sống hiệp nhất như là một xương một thịt. Dĩ nhiên, điều này không hề dễ dàng, và điều này đòi hỏi sự chung thủy, ngay cả trong những khó khăn. Nó đòi hỏi sự tôn trọng, chân thành và đơn sơ. Nó đòi hỏi phải sẵn sàng trao đổi và đôi khi tranh luận khi cần thiết, nhưng luôn luôn sẵn sàng tha thứ và hòa giải. Và xin hãy vui lòng, vợ chồng tranh cãi, cãi nhau, muốn thế nào cũng được, miễn là họ phải làm hòa trước khi kết thúc một ngày. Bạn có biết tại sao không? Vì chiến tranh lạnh đến ngày hôm sau thì rất nguy hiểm. Nếu có người nói, thưa cha, xin cho con biết phải làm hòa thế nào? Chỉ cần một cử chỉ âu yếm, nhưng đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa. Vì vậy, chúng ta đừng quên rằng, điều thiết yếu là vợ chồng phải mở ra đón nhận hồng ân sự sống, hồng ân con cái, là hoa trái đẹp nhất của tình yêu, phúc lành lớn lao nhất của Thiên Chúa, nguồn vui và hy vọng cho mọi gia đình và toàn xã hội. Hãy sinh con cái. Và Đức Thánh Cha kể, hôm qua tôi có một niềm an ủi lớn trong ngày hiến binh Vatican. Một hiến binh đã đến cùng với 8 đứa con. Tôi nhìn thấy ông ấy thật tuyệt vời. Xin vui lòng, hãy mở ra với sự sống, mở lòng đón nhận những gì Chúa gửi đến cho bạn. Chúng ta đừng quên rằng, điều thiết yếu là vợ chồng mở ra đón nhận hồng ân sự sống. Anh chị em thân mến, tình yêu luôn luôn đòi hỏi, vâng, nhưng nó thật đẹp. Và khi càng cho phép mình dấn thân trong tình yêu, thì chúng ta càng khám phá ra hạnh phúc đích thực nơi đó. Và bây giờ mỗi người tự hỏi, tình yêu của mình thế nào? Tình yêu đó có chung thủy không? Có quảng đại không? Có sáng tạo không? Và gia đình của chúng ta thế nào? Có mở ra với sự sống, với món quà con cái không? Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ cho các cặp vợ chồng Kitô giáo. Chúng ta hướng về mẹ trong sự hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu đang tụ họp theo truyền thống tại đền thánh Đức Mẹ Pompeii để cầu nguyện với Đức Mẹ Mân Côi. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Angelus Domini, un salve Maria. Et concepite Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. De verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Grazie a tu, anch'esso, mu Domine, mentibus nostri si infunde, che angelo annunciante, Cristi fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamo, per Christum Dominum nostro. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Sau kinh truyền tin, sau khi xin các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, Đức Thánh Cha đã thông báo danh sách 21 tân hồng y Ngài sẽ trao mũ trong công nghị vào ngày 8 tháng 12, lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Các tân hồng y được Đức Thánh Cha chọn thuộc các vùng ngoại vi, các giáo phận lớn lẫn những người đang phục vụ tại giáo triều Roma. Trong đó có vị lớn tuổi nhất là Đức Tổng giáo mục Angelo Acerbi, sứ thần tòa thánh, 99 tuổi, và Ngài cũng là vị duy nhất trên 80 tuổi không tham gia mật viện bầu giáo hoàng. Và vị trẻ nhất là Đức cha Mikola Bichok, dòng Chúa Cứu Thế, giám mục giáo phận các thánh tông đồ Phaero và Paulo ở Melbourne của người Ukraine, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1980. Trong lời giới thiệu trước khi xướng tên các vị tân hồng y, Đức Thánh Cha nói, xuất thân của các vị thể hiện tính phổ quát của giáo hội, tiếp tục loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mọi người trên trái đất. Hơn nữa, việc bổ nhiệm các tân hồng y vào giáo phận Roma bày tỏ mối liên hệ không thể tách rời giữa ngai tòa Phaero và các giáo phận địa phương trên toàn cầu. Các tân hồng y đến từ Peru, Argentina, Ecuador, Chile, Nhật Bản, Philippines, Serbia, Brazil, bờ biển Nga, Algeria, Indonesia, Iran, Ý, Canada, giáo phận Roma, giáo hội chính thống Ukraine ở Melbourne và giáo triều Roma. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.